Dạ vâng, em lại xin mến chào toàn thể các bác đã quay trở lại kênh của Quang Khải Audio. Kênh của bên em thì có địa chỉ tại Liên Sơn, Tân Yên, Bắc Giang các bác nhé. Và hôm nay thì em có nẻ hai bộ mic trong cái lô mà hôm trước em về lô mềm nhá các bác nhá. Đây, lô mềm này. Đấy, có hai bộ duy nhất là hai bộ này thì hình thức nó hơi xấu. Hôm trước thì em về thì em cũng đã bán và giao thợ gần như là hết rồi. Còn đúng hai bộ này nó xước, nó xấu hơn một chút các bác nhá. Đây em quay luôn cho các bác này. Đấy, hình thức là nó bị xước rồi. Đấy. Nói chung là cái này mà các bác nào mà không quan trọng về hình thức mà các bác để trong tủ ấy thì nó không quan trọng lắm đâu. Tại vì những cái vết xước này nếu các bác nào mà để trong tủ, nhiều khi khách người ta vào người ta cũng không để ý những cái đấy đâu. Trừ khi các bác để hẳn nguyên một cái bộ vang đẩy để ra ngoài thì nó mới rõ đâu. Vì cái này nó là màu trắng, màu ghi những cái vết xước nó không nổi như là màu đen các bác nhé. Thì có hai bộ này thì em lên sóng và em sell cho các bác nhé. Bình thường thì em bán là 2,2 triệu. Đấy, bình thường một bộ mic như em lên kinh bộ men này em bán 2,2 triệu. Thì hôm nay em sell cho bác giá cực kỳ là sốc coi nhé. Đấy, giá thì em sẽ công bố ở cuối video. Đấy, nhưng mà em vẫn phải tháo chiếc bên vỉ ra để cho các bác xem. Đấy, nó không phải là nó bị lỗi cái gì nhá, toàn bộ là vẫn bao zin bao đẹp. Đấy, cho các bác tay. Đấy. Đấy, hình thức này thì quá là ok quá nhá, tay liền này. Tay thì tay tay da cá xin các bác, tay da cá vàng nhá các bác nhá. Tay thì nó không bị xước. Đấy, nhưng mà đầu này là do đợt này này bên em chốt từ bên kia thì họ không đóng thành bao, không chèn cho bọn em. Đấy, đâm nó đóng ba lét nhỉ. Một số bộ là bị xước. Xước những cái này thì nó không sơn được vì là mặt nhôm nha các bác nhé. Đây toàn bộ là mặt nhôm nguyên khối, nó không sơn được. Nếu mà như những cái mặt nhựa thì nhiều bác khéo tay thì vẫn sơn rất là đẹp. Mặt nhôm thì em để nguyên xi thôi. Và những cái bộ kia thì bên em hầu như là cũng là giao thợ hết. Giao thợ hết tại tầm này bán lẻ nó rất là chậm. Bán lẻ thì mới Tết xong ấy, thì các bác đã sắm ở trong Tết rất là nhiều rồi. Đấy, ra riêng thì các bác chủ yếu đi chơi hoặc là cũng có nhiều bác nó hỏng trục trặc trong Tết ấy. Thì ra riêng các bác sắm thêm. Đấy, rất nhiều luôn. Và các anh em ở trong miền Nam ấy mà chạy loa kiểu kéo đấy, thì hỏng liên tục thì các bác cũng hay mua tầm này. Đấy. Và em chỉ có hai bộ duy nhất nhá. Đây em sẽ quay luôn tay cho bác nhá. Thì hôm trước em lên sóng rồi, nó rất là chi tiết. Đấy, hôm nay thì em chỉ quay lại cho những bác nào mà chưa kịp xem video của em nhá. Vì các bác xem video các bác để ý những ngày tháng nhá. Nhiều bác em bán từ cách đây 2 năm rồi mà các bác vẫn hỏi nhá. Đấy, vì ngày tháng nó các bác không để ý nó. Các bác xem những cái video mà em đăng mới nhất. Đấy. Thì hai bộ này thì bên em vẫn bảo hành đầy đủ cho các bác nhé, bảo hành đầy đủ cho các bác không thiếu một ngày nào. Bảo hành thì em sẽ dán tem ở trên cây đầu thu đấy, các bác có thể bóc ra, nhưng bóc ra thì mất bảo hành nhá. Các bác muốn xem nội thất các bác sẽ bóc ra, nhưng mà để nguyên cái tem đấy thì bên em sẽ bảo hành cho các bác bao giờ hết 3 tháng thì các bác có thể bóc ra xem. Vì hàng quay như nào thì bên em bán cam kết như thế luôn. Đấy. Rồi em sẽ tháo cái tay trước cho các bác xem. Đấy. Nó không có gì là thay đổi cả nhé. Vẫn là côn lụa. Đấy, vẫn là côn lụa xịn các bác nhé. Tiếng cực kỳ hay dòng này. Tiếng rất là dày luôn. Đấy các bác nhé. Trong ngoài như một luôn. Rất là đẹp. Những cái lẫy pin này các bác nhìn thấy rất là mới luôn. Những bộ làm mà ít dùng ấy thì cái lưỡi pin ấy nó rất là mới. Còn bộ làm mà hay dùng, các bác nhìn cái lưỡi pin này, họ tháo ra tháo vào. Đấy. Nhìn nó khác ngay. Đấy. Tay rất là đẹp rồi. Chung là các bác mua những cái bộ mic mới bên ngoài thị trường ấy bây giờ ấy, thì nó
cũng khoảng tầm 4-5 triệu. Nhưng mà em khẳng định là không bao giờ lại được tiếng hay được bằng bộ mic của em. Đấy. Khẳng định luôn các bác đấy. Tiếng con này thì nó quá chất rồi. Thì em sẽ thử được cái tiếng cho các bác nhá. Đây, vỉ của nó đi. Vỉ đẹp như mới. Đấy, hai hộp sóng nhá. Hai hộp sóng đời rất là cao, đẹp. Chào các bác. Đấy. Những cái dòng 780 đời cao này thì rất là ít gặp luôn. Đây. Nói chung là hình thức thì ok rồi. Đấy. Chủ yếu là cái chất lượng thôi nhá. Chất lượng của những bộ mic còn các bác thích mới thì những cái bộ mic mới nó tầm 4-5 triệu nó rất là mới đấy. Nhưng mà tiếng của nó sẽ không đạt đâu nhá. Khẳng định các bác là tiếng không bao giờ đạt bằng mic bãi của em được. Mic mới thì họ sẽ bảo hành lâu hơn. Và mic bãi thì bên em bảo hành 3 tháng cho bác nhé. Nhưng mà hàng bãi thì hầu như là bên em bán là rất hiếm những bộ mic nó trục trặc. Trục trặc nhiều khi nhiều bác mà không may mà làm rơi ấy, nhà mà có trẻ con làm rơi nước ấy thì nó cũng bị đấy. Và những bộ mic này thì của em thì có đầy đủ tự ngắt gia tốc nha các nhá. Đầy đủ luôn cho bác. Các bác có thể tắt bật ở trên cái tay này. Và các bác nào mà không thích tự ngắt thì các bác có thể tắt vào đây. Những cái video mà tắt bật thì bên em hướng dẫn rất là chi tiết rồi. Không có gì các bác có thể liên hệ. Các bác nào mà không nhớ có thể liên hệ cho em. Em sẽ hướng dẫn lại chi tiết nhá. Đây em đang bật một tay mic. Đây các bác nhá. Đây đầu rồi. Đầu led căng rất là đẹp. Có hai bộ thôi. Rồi em sẽ thử luôn cái tay mic cho các bác nhá. Đây để em cho nhỏ nhạc lại và cho tiếng mic lên. Thì các bác thử cái mic nó mới xem cái tiếng mic nó dày hay là nó mỏng nhá. 1 2 3 4 4 5 6 7 lên. Tiếng rất là dày, rất là hay quá nhá. Em đang thử trên đôi loa full kia. Và hôm nay thì em sẽ sale cho các bác giá cực kỳ là mềm, 1.9 triệu nhá. 1.9 triệu em sẽ tặng cho bác một bộ pin sạc luôn. Đấy. Bình thường các bác mua là 2.2 triệu không có gì. Đây em sẽ tặng cho bác một bộ pin sạc. Đấy. Giá quá định lại cả các bác nhé. 1.9 triệu nhá. Các bác nào mà mua thì liên hệ trực tiếp cho em qua số điện thoại là 0987 971020. Đấy. Các bác cứ liên hệ gọi điện trực tiếp thì nó dễ. Còn nhiều khi là nhắn tin qua Zalo, Facebook thì bọn em bận không để ý nhá. Các bác là mua thực sự là thích thì các bác liên hệ cho bên em. Rồi video của em xin làm ngắn gọn tại đây thôi. Hẹn gặp lại các bác nhé.